với livestream của server Thiên Long kết hợp nha. Mới vừa rồi thì vào ngày 23 tháng 7, Thiên Long kết hợp mới tiến hành sáp nhập hai server lại với nhau. Server sau khi sáp nhập được đặt tên là Đào Hoa. Dựa theo tên phái thứ 13 tại server. Sắp tới vào ngày 6 tháng 8 thì Thiên Long kết hợp sẽ ra mắt server mới mang tên Tình Cốc nha mọi người. Tình Cốc ở đây là trong Tuyệt Tình Cốc, phái thứ 14 tại Thiên Long kết hợp ạ. Giờ em like em soi đồ nha. Ủa ôi. Soi đồ thầy coi. Mấy hôm trước thì em like PK bằng nick thường ấy, cho nên là không có cơ hội soi nick mọi người. Em thầy tinh ý nhở. Em thì tối em ít ăn cơm. Vừa rồi thì S2 trước khi sáp nhập với S1 thì mọi người đã được nâng cấp ngọc free từ ngọc 6 đến ngọc 7, từ ngọc 5 đến ngọc 6. Cảm ơn mẹ nha. Đấy. Hiện tại thì cụm server Đào Hoa sẽ có mốc ngọc là ngọc 7 nha mọi người. Mốc ngọc 7. Thế là bách hợp thì sẽ có thời gian ra mắt các server cách nhau 3 tháng một lần ạ. Nói thì chút xíu á. Ủa sao mấy hôm nay cứ bị mọi người bảo là nói bé nhở? Tập này hơi đói rồi ạ. Có PK nè. Chắc chưa ăn cơm rồi, đúng rồi đấy, chưa ăn cơm. Trước đây giai đoạn cuối của S2 thì hai phe bị lấy các mọi người, nhưng mà hiện tại thì server đang có hai bang đối đầu với nhau. Bang Avenger thì là một phần của S2, tức là bang thiên giới, kết hợp với những người chơi còn lại của S1. Bên này bên em được cái bang là bên thế giới, là bang thiên địa của S2. Tiếng hơi to. Mọi người xem live tương tác giúp em nha. Hiện tại thì Thiên Long Bách Hợp đang diễn ra sự kiện tiêu diệt ác nhân. Vậy nên là các giờ boss mọi người thường sẽ tranh nhau đánh nhau như này đây. Để mà tham gia sự kiện như Đô Tốp thì việc ăn boss đi phụ bản góp phần rất là lớn mọi người ạ. Hiện tại bên thế giới nó áp đảo. Cái cây quốc mà kêu thế giới. Cái quốc này là băng phụ mà. Nãy em tính like Phụng Hoàng Cổ Thành nhưng mà không có biến gì. Nên là em đặt cược vào giờ kính hồ này. Tên này lạ ghê ha. Có mấy cái tiếng xoẹt xoẹt. Đâu nhở? Đây, Vô Nhai Tử là một nick Tuyệt Tình Cốc đây mọi người. Vãi cả chào bố cái Linh ơi. Đây. Phái Tuyệt Tình Cốc, phái thứ 14 tại server Thiên Long Bách Hợp. Đây là một phái ngoại công theo hệ Hỏa Huyền. Nick này là có 1, 2, 3, 4 4 cái trùng. Nick này phun kép 77. Vãi cả trường. Không ghẹo thế nhá. Có cặp đôi bố mẹ không biết chào sao luôn á. Đồ chế toàn 8 sao. Bách hợp nhĩ đoá đồ 9 sao. Trong sự kiện tiêu diệt ác nhân thì khi mà gom đủ các item sự kiện, mọi người sẽ hợp thành một bùa triệu hồi. Sau đó đem bùa triệu hồi đến Thái Hồ
mở ra ác nhân và tiêu diệt ác nhân. Thì người chơi sẽ nhận được các ở đây cũng ăn xong một ít bạn yên rồi này. Thì người chơi sẽ nhận được các vật phẩm để làm đồ, bao gồm nguyên liệu chế đồ cấp 3, phiếu đổi bảo thạch cấp 6, mảnh đổi trùng mini, chí tôn cường hóa, kim tinh thạch và kim tàm ti. Đó là những vật phẩm mà sau mỗi lượt mở bùa triệu hồi mọi người sẽ nhận được nha. Bên kia đang tấn công tiếp này. Em chào anh Châu nha, em chào anh Thánh nha. Em chào anh Đức nha. Chưa có Archer ra nhỉ? Có rồi mà. Đâu đâu, vừa mới thấy xong. Bên này là có 4 PT à? Đây, Archer đây. Quá trời trùng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái trùng. Không biết hiện tại chú ác này có hướng tới làm kiểu phun trùng không nữa. Đây là một nét minh giáo mọi người. Phun kép 77. Việc kiếm kim tinh thạch trong server khá là đau đầu, vậy nên là cái phần tinh thông mọi người cũng chưa có điều kiện làm mắc. Server là có trùng lâu ha mọi người. Để sở hữu trùng lâu thì người chơi cần tham gia các sự kiện như là mở trứng may mắn, săn boss hoặc là tham gia sự kiện như là tiêu diệt ác nhân. Với những trùng lâu lớn như là trùng lâu phản, trùng lâu giáp, trùng lâu kiên thì cần tham gia sự kiện. Không được soi đồ bố nhân linh mẹ nghe nè. Vãi cả trường. Soi luôn. Đây là nick như ý ngày xưa à? Thật bất ngờ. Nick này đã chuyển đổi chủ rồi ạ. Dần dần sẽ phun trùng thôi. Nhỏ stream đứng đây chi? Ủa anh đoán xem em đứng đây làm gì? Hóng như làm gì? Ở đây là đa số là nick bên S2. Tên bang đặt theo tên server S2 mà, thế giới. Rồi chạy theo nhé. Hóng PK. Chào, chưa mà kiểm tra tí lấy thủ này. Ơ thủ ở đâu mà lấy ngon ơ vậy? Ủa mà Ủa anh Cường Nguyễn chơi nick nào vậy? Soi trigger đi được rồi sao trời chúng tôi. Em chào anh Minh nha. Em vừa soi rồi anh thấy chưa nhở? Hiện tại là bên này đang ăn boss tại đảo nha mọi người. Chưa thấy dấu hiệu của anh em Avenger đâu. Yến tỷ. Yến tỷ ở đây nghe vẻ là một chị gái. Đây là một đinh nam y băng. Hiện tại ở cụm server Đào Hoa thì vẫn đã còn đang hỗ trợ cho tân thủ trải nghiệm nick 98, hỗ trợ ngọc 4 và đồ nguyên liệu chế đồ ha mọi người. Với những ai mà mọi người hứng thú với lịch ra mắt server mới của Thiên Long Bách Hợp thì mọi người có thể vào trải nghiệm tại cụm server Đào Hoa trước nha. Bên này đang ít không soi được. Thôi, còn nhanh chưa thấy gì. Ăn một khóa trùng quãng chí phèo đi để hốt em nó về nào. Cái này thì mọi người liên hệ admin là được mà.
phù lộn lên hẳn huyết lĩnh. Kaito. Dàn này còn mấy cái danh hiệu nhìn trông rất là ngầu nha. Đào hoa băng. Đi đâu á? Mọi người tham gia chơi tại Thiên Long Bách Hợp thì mọi người sẽ được trải nghiệm những chức năng mới nhất nha. Ví dụ như là tuyệt tình cốc ở server này, những loại pet mới, chiêu minh quy khư, nghe hoàng. Mọi người sẽ được trải nghiệm tại Thiên Long Bách Hợp đầu tiên nha. Đó chính là hướng đi của server, update những thứ mới nhất cho người chơi ạ. Mừng quá, có PK à. Không có PK thì em không dám like luôn á. Cái tên này có phải được yêu thích nhở? Nam băng. Ôi đăng PK, vô duyên quá. Server drop ngọc 4, bán ngọc 5 á mọi người. Bên này đã tập trung được 3 PT rồi. Tuy nhiên thì bên này rất là mạnh, bên thế giới rất là mạnh nha. Em chào anh Hiếu Trương nha, mắc Ngọc 7 anh ạ. Ngọc 5 chỉ là một phần thôi. Đuổi ai nhỉ? Sao ai bây giờ nhỉ? Chí phèo. Overnight, một cái tên ở S1. Trùng lâu thủ, đây đúng không? Phần thưởng kèm theo sự kiện tiêu diệt ác nhân ở top 1 chính là trùng lâu kia nha mọi người. Vật phẩm này thì nó đã ra mắt nhiều lần rồi. Chắc là cái lần đua top này nó cũng sẽ ít căng thẳng hơn. Tại vì là những ai đầu tư nhất thì em thấy là họ đã sở hữu trùng lâu kia hết rồi. Sự kiện tiêu diệt ác nhân này sau khi mở bùa triệu hồi unbox thì sẽ có cơ hội nhận thẻ vinh danh ha mọi người. Bằng thẻ vinh danh thì người chơi sẽ... người chơi sẽ có thể đạt được điểm tích lũy và tham gia đua top. Có 10 top tất cả. Giải nhất là có trùng lâu kiên, di cốt đan để chuyển phái, quyền trục cường hóa 70, một lệnh bài điêu văn bảo dương. Vật phẩm này thì sẽ mở ra được điêu văn, lệnh bài băng hỏa huyền độc, mỗi loại một cái, tức là 4 cái điêu văn. Một trường cự yếu quyết, 500 chí tôn cường hóa và 500 kim tinh thạch. Hôm nay thì em on arc phóng viên đi soi cho dễ em ạ. Tại vì là những nick em cầm thì nó không được ngon lắm á. Em sợ đứng được 10 giây là chết thì không hỏi thôi. Coi giùm anh thằng Minh Giáo đi em. Sao mọi người thích trigger quá vậy? Bad boy à? Đó. Hiện tại boss kính hồ K 8 giờ tối đã được tiêu diệt hết rồi mọi người. Tham gia ăn boss vàng kính hồ và boss dã ngoại thì người chơi sẽ nhận được vong hồn để hợp thành bùa triệu hồn. Bình thường thôi. Trùng lâu mà là yêu đái thì nó gọi là cái gì nhỉ? Em thề em mù tịt mấy cái này luôn á. Bá vương lệnh 8 sao, long văn 8 sao.
Hình như trùng chỉ phèo lấy ở Như Ý thì phải, vừa nãy soi Như Ý không thấy cái trùng nào. Chắc là tách lẻ xét ra Như Ý là ác bố rồi. Toàn những cái tên mới luôn, ích tới bay đấy sao á. Đúng không rồi. A Khang. Cái tên này ban đầu Open Server chơi rất là nhiệt, nhưng mà hình như bây giờ chuyển hướng sang kéo ra rồi ạ. Nick Võ Đăng Băng. Khi mà tham gia Thiên Long Bách Hợp thì người chơi sẽ có những trải nghiệm PK rất là hồi hộp luôn. Sát thương cực kỳ lớn, cái việc kháng là gần như là không thể rồi, tại vì là server chưa ngọc kép á mọi người. Quan trọng là kỹ năng của mọi người và quan trọng là kỹ năng thôi, chứ không có cái gì hết. Kiểu PK chết đi rất là nhanh luôn á. Sợ luôn. Đúng rồi, nên Như Ý tách trùng bán hết rồi. Chủ ác nhắn tin ác ác hoài mà không trả lời. Kiếp vào khoa chủ. Anh cứ kiên trì đi nha. Có thể là admin bận gì đó. Vong hồn. Thu thập đủ bộ bùa vàng và vong hồn. Đổi tại NPC Hoa Tiên Tử sẽ có được bùa triệu hồi. Quên không cắn tự nhặt như vậy. Nhìn đồ chế tại Bách Hợp thì rất là thích mắt ha mọi người. Tỷ lệ chế đồ khá là ok. Không khó quá. Spot là hết PK rồi đấy. Yêu trả góp. Đây là một cái tên từ thời S1. Anh em đừng cho Linh soi hết like rồi vào. Mọi người cứ vào đi cũng được, đi ra thương hội hay gì đấy. Em theo được hết mà. Và cũng lạ ghê ha, lúc nãy Phượng Hoàng Cổ Thành thì có một phe tham gia thôi, tại vì là Phượng Hoàng Cổ Thành thì nó cũng chỉ có vàng thôi á. Cái tô soi rồi nhưng mà thử soi tiếp. Và mọi người cũng đứng đứng im đợi để nói chuyện. Em thấy cũng lạ thật. Lúc nãy em vào bừa một bang bất kỳ để vào Phượng Hoàng Cổ Thành á. Vô nhai tử soi rồi bù chéo góp và điền vip boy. Đây là một nick tin túc bởi vì là đừng in chứ hả TV. Bởi vì là server này PK rất là ác liệt, vậy nên là em thấy ít người chơi tin túc, tại vì là cái khả năng chạy trốn không được cao ấy. Nhiều khi là có cái chiêu không sử dụng kỹ năng không ngắt quãng để mà phù về, mà chưa phù về kịp đã chết rồi. Đây là một nick Ngami từ thời S1, có tên bánh mì thịt này. À đâu nhỉ, à tăng hình Bá Vương Lệnh Sherry. Còn ai nữa nhỏ? Hạ Thiên Khang Vũ Nhạy Tử chị tám lợn. Tinh túc đây. Tinh túc trong server đâu đó có dưới Menix. Linh soi đồ chồng mẹ hoài nha. Tới chị cao.
Em ở Cầu Giấy anh ạ. Nick này chủ áp cho em thì cũng nói nhiều lắm, giờ thì im lặng nhỉ. Lão Trương. Cho mọi người thấy nền áp trong server nha. Không nhất thiết là phải mắc, phải VIP, pro gì đấy thì mới đánh được. Nhưng mà cái căn bản máu nó phải ở mức ổn á, nếu không thì bốc hơi luôn. Kêu ad mở khóa trong lâu thủ áp chí phèo đi nào. Để em báo admin. Chà đá. Những cái nick Nga Mi Búp thì nó cũng chỉ như này thôi. Đấy, tại vì là server Rock Ngọc 4 á, thì mọi người cứ treo đi phụ bản này kia nọ. Và dần dần cũng full được Ngọc 6 à. Ngọc 7 này. Những ai bên SI thì rất là lợi luôn, tại vì là cái quá trình sáp nhập server là được nâng cấp Ngọc miễn phí một cấp. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian? Drop 5 rồi à? Drop 5, không biết nha. Hi hi. Không biết là anh PM từ bao giờ? Cứ kiên trì đi, giống như kiểu tán gái á. Đấy, pet ở server cũng rất là đẹp. Tán pet mới. Theo một nguồn thông tin chính thống thì ad bảo là mọi thứ mà mới nhất của game private thì sẽ đều có ở bách hợp đầu tiên ha mọi người. Phích Ngọc Phụ Hoàng Lăng Mộ đi. Bún lòng, có cháo lòng của bún lòng là cái gì? Cái này em mới nghe à. Con gì nữa nhỉ? Có con gì mới nữa nhỉ? Ai có con An Kỳ Nhi không? Ủa, Nhất Đào ở bên này à? À. Múc nhau đi mọi người. Nếu như em lấy chồng, em có thích cùng chồng mình dọn ra ở riêng không? Không, em dọn ra ở riêng là quá tuyệt vời luôn anh. Mặc ngôn PKD đó. Để soi cho mọi người một nick bất kỳ nha. Đó, máu tụt rất là nhanh luôn ạ. Đó. Có đây nữa. Đây, lão Trương đứng lên nhá. Thầy chùa không ai đánh. Đó. Nami bị dồn này. Đào hoa đảo tại bách hợp thì rất là bá nha mọi người. Khả năng chí mạng kinh khủng luôn. Chị nở. Mọi người biết sao không? Em thì hướng tới là live sự kiện cá mập hung tợn ý. Ừ, em đã tìm lại cái thông tin rồi, là thứ hai, thứ ba, thứ sáu vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối là sẽ có sự kiện này. Có con boss rất là dễ thương nhưng mà chả hiểu nghĩ gì mà em nhớ nhầm sang thứ bảy. Ảo thật đấy. Anh em ở đây thích đứng chung kiểu cho nó ấm cúng nhở. Lịch sự kiện tại Thiên Long Bách Hợp thì thứ tư, thứ bảy sẽ có Phụng Hoàng Cổ Thành vào lúc 8 giờ tối. Thứ năm thì sẽ có bàn cổ tại Hạn Huyết Lĩnh. Chủ nhật bàn cổ Dạ Tây Hồ vào lúc 8 giờ 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Full tuần luôn. Bún lòng là cho bún vào lòng đó em. Em nghe lần đầu nhưng mà em không thích mấy cái món lòng cho lắm. Ý, con pet đẹp quá này. Con nghe hoàng này siêu đẹp luôn ạ. Ui, soi ở đây là soi được hết này. Chim công. Ở server khác cũng thấy con này nhưng mà soi được mỗi mấy cái đuôi của nó.
Ok, rất đẹp nhỉ. Đó, lướt qua shop thời trang cho mọi người xem. Thời trang cũng là thời trang mới, bùa triệu hồi. Chốc nào xin thôi. Năm shop thời trang tất cả ha. Trọng Hạ, Dạ Chim Mộng, Dạ Vũ Thính Trúc, Đoạn Kiều Tàn Tuyết. Cái gì đây? Đã chém nhau vậy trời. Mọi người bày trò đi, em rất là thích điều đó. Luyện ảnh phong hoa. Bên kia đang tập trung tại Mộ Dung à? Hình như là phe bên kia thiếu người, tại vì là em biết ở bên S1 đó là có team người ta cày từ đầu tới cuối, có nghĩa là từ lúc S1 open đến lúc mà kiểu đợi bằng được tới sáp nhập ấy á. Bên đó hình như ngon. Vậy nên là đây chỉ là một trong nhiều buổi PK thôi mọi người ạ. PK phải live cá mập hung tợn mới vui. Chắc là em sẽ soi dàn cà phê. Dàn này là hôm trước thấy Hello ở trong group. Thế là máy hợp thì có một cái mạch game rất là nhanh á mọi người. Cày cũng nhanh mà đầu tư thì càng nhanh. Bên này có 2 PT rất là lệch. Nhưng mà vẫn PK. Không ngán ai luôn ạ. Bên kia té trước rồi. Hôm nay bên thế giới khá là đông ha mọi người. Hồ Nhất Đao. Có gì đó. Anh em nào mà muốn PK mỗi tối bằng những cái nick ngọc rất là lớn như này này, ngọc 6, ngọc 7 như này này. Mọi người cũng có thể mua nick trong group server nha. Đó, như em vừa nói, lịch sự kiện tại Thiên Long Bách Hợp thì full cả tuần luôn á. Ê, hello anh Sáu. Ủa? Có ai đang xem, có ai bên thế giới đang xem live không ạ? Mọi người đi hết phụ bản rồi. Đứng rất là kiên trì luôn. Kiểu có vẻ như là đam mê tụ tập hay sao ấy. Mặc dù là mọi người nói là ở đứng rồi cho em soi. Không đang hỏi đam mê sao á. Đấy, Ningami thì như này cũng đi mua hộp rồi. Nhưng mà chết sẽ rất là nhanh. Nhạc quê còn lên tivi. Đấy, còn ai chưa lên TV đâu nhỏ. Ngọc Hoàng nữa nè. Tên này thì có vẻ như là bị trùng nên là được thêm ký tự. Nay là lễ cầu siêu á. Những nick nào mà yếu yếu một chút phải giữ vị trí không thì bốc hơi luôn. Tháng cô hồn. Alo. Sao bố để mẹ nằm ở đây. Cười chết.
Chắc là treo rồi. Bên kia có ra nữa không nhỉ? Đậu. Cười thật, tự dưng có cái tên thành một đôi luôn nhá. Không biết là hai nick đấy có khác chủ không mà em thấy cái phong cách nói chuyện giống nhau thế. À, em chào anh bố. Bên kia không có tập trung hay sao? Ai phi nào dài thế. Mà thật á, hai nick này có phong cách nói chuyện rất là giống nhau luôn. Nick này soi rồi mà. Ủa, thôi chưa? Chiếc nick này tên là gì? Ngami băng. Ở thế là bách hợp có một cái rất là đặc biệt để kìm tốc độ lên đổ của mọi người á, đó là drop huyền thiên hàn ngọc, là cái món để hợp thành hàn ngọc tinh túy đục lỗ 4 á mọi người. Thì cái đấy hoàn toàn cố định, có nghĩa là ai làm thì người đó phải ai làm thì người đó phải Rain à, đúng đúng rồi. Ai làm thì người đó sẽ phải tự đi phiêu miễu phong để cày. Hỏng cả đồ này này. Đập chứ, bị đập rách áo rồi này. Hello anh Trung. Biết tình hình bên kia như nào nhỉ? Ở đây có một thanh niên 6 cái chung nhưng mà tâm trạng nghèo. Người chơi trong server mà cá tính một chút là em nhà em đỡ phải nói, em đỡ phải bịa chuyện nhiều á. Nghèo, bạn đã bị bố của mình đấm chết. Hãy trưởng. Thái Hồ. Em ra em hóng hớt coi. Nhưng mà làm sao mà tìm được nhỉ? Làm sao mà tìm được người ta? Không. Không có tiền mua định vị trời. Hoặc bạn đã giết chết mẹ. Thật sự. Khi mà có cái tên bố với mẹ này thì em chỉ nghĩ là kiểu người ta gọi hay là người ta dí cũng khó. Bình thường lại chửi theo tên á cơ. Mạnh mẽ tiếng. Siri nãy giết nhầm chuột nhé. Hôm nay không có lock nick chuột nữa đâu. Mọi người cứ... Mọi người kiểu thấy em like nick chuột nhiều quá còn gọi em link chuột chứ. No no no. Bên kia không mấy ca nữa rồi. Ai mở bùa triệu hồi cho em coi cái được không? Ai có bùa không mở em coi với. Lúc cần thì không ai nói gì ta. Tên ra Thái Hồ mà không. Em muốn xem là con boss ác nhân nó nhìn như thế nào á. Qua đây mở cho. Ok, cảm ơn anh. Một ba năm. Sự kiện này nó hơi phức tạp hơn mọi khi. Là cần thêm một bước. Bình thường là đi phụ bản ăn boss có hai vật phẩm sự kiện là có thể nộp nhận điểm rồi. Đây là còn là ăn boss nữa. Không biết là có thông báo không ta? Có thông báo thì rộn ràng lắm, tại vì là cứ có thông báo là sẽ bị ra dí á, thông báo này thêm tên nữa, kiểu châm ngòi trong cuộc chiến tranh, nó cũng tùy.
Nay buồn cười. Hồi chiều em đi offline một server, xong uống rượu, uống bia say quắc cần câu à. Đang kiểu lè nhé á, chứ không phải là mệt lắm đâu. Ăn uống thì cũng ăn uống rồi. Hôm nay có lên TV anh em sung thế. Mở đi ạ. Con này là giống dư độc. Đây. Đây là hoạt động đi kèm theo sự kiện tiêu diệt ác nhân nha mọi người. Mở bùa triệu hồi là sẽ ra những con boss như thế này. Vấn đề bây giờ xem là nó có trâu mức nào. Thế Linh lấy chồng cho em. Cái câu này lấy chồng sao chồng cho ngồi nói chuyện như này được anh. Kiểu suốt ngày anh này anh kia anh ơi anh à. Không được. Đánh sẽ ra một bảo dương ác nhân. Cái dương này thì người mở bùa sẽ có thể mở được. Sau 5 phút mà người chủ của con boss không mở thì những người khác có quyền được cướp ha mọi người. Khi mà mở bùa thì sẽ lên TV. Chuẩn bị lên Huyền Vũ đảo nào. 11 phút nữa cơ. Những nick này em soi xong hết rồi. Đăng ký xung. Gì? Để chạy qua thương hội kiếm anh em bên kia coi sao. Này đi phụ. Ôi, cái ác có chơi ra được. Em tính đi ngó nghiêng chút. Đâu giải tán đấy. Nhưng Ngọc Hoàng ấy soi rồi. Sao lại hẹn nhau ra Thái Hồ này? Băng Thiên. Đây là một nick ở S1. Đào hoa băng. Tiểu quỷ. Cái bộ này nhuộm xanh xinh thế. Hồng Hy Khiếu Xuân Phúc Thiên Cốt.
À, hay nhở. Nhưng mà khi em vừa đọc được cái thông báo ở kênh Thế Giới, sau khi mà tiêu diệt ác nhân xong, Mở Dương mới bắt đầu lên TV. Nhở. Ở ngày đâu? Hay nhở, đã đi rồi. À, thôi kệ vậy. Hello anh Bình. Chuẩn bị lên Huyền Vũ đảo kìa. Ủa sao cứ di chuyển thế? Đúng ra là vừa thả ác nhân là phải lên TV luôn thì mới có PK nhiệt. Thôi nhưng mà mở thì cũng phải mở nhiều á. Mà vừa đi vừa mở vừa chạy rất là mệt. Đó. Đây là quá trình gom đồ để đua top nha mọi người. Em thấy là cái thẻ vinh danh drop ra không có được nhiều. Hầu như là các vật phẩm làm đồ. Cả team đánh thì chỉ duy nhất người mở bùa triệu hồi là có thể mở dương. Sự kiện này khá là hay. Nay không uống ba số à? Uống hồi trưa thì em kể anh, em kể anh dùng nó say ngồi. Ở đây là có các chuỗi server sử dụng cái sự kiện này để mọi người. Một số người sẽ thấy rất là quen thuộc. Đây cũng là một cái cách thay đổi cho mọi người. Bình thường là chỉ cần gom hai item hợp lại thành một rồi tích điểm thôi. Đây là còn phải đấy nữa. Được phiếu bộ đồ bảo thạch cấp 6. Đây, em mở ra cho mọi người xem nhé. Mở sang kênh SES đó. Phần thưởng sẽ như vậy. Thẻ vinh danh tỷ lệ ra khá là thấp. Nên là các số điểm ở trên NPC chắc cũng không có cao. Vậy cả bố Trào Linh. Cái tên này chất thật á. Quá nhìn như cho soi. Uầy, nhẫn 9 sao này, băng công 251, thể lực 144, tất cả thuộc tính 27, hàng limited. Hình như à, để nói luôn tới mọi người là server thiên lãm hợp thì thường thường sẽ có vang danh thiên hạ. Cái vật phẩm 9 sao này thường thường sẽ nằm ở top 2, top 1 sẽ là trùng lâu ha. Trùng lâu giới cũng trùng lâu các kiểu cũng 9 sao nhưng mà dòng nó sẽ bíp hơn. Ê, đừng đừng bảo bay nha. Bay luôn. Buổi livestream của em đến nay đến đây kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live. Hẹn mọi người vào tuần sau nha. Bye bye.